Kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Hy vọng quý vị và các bạn có những thông tin thật hữu ích. Và đừng quên nhấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho kênh chúng tôi nhé. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua thì ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã vạch mặt kẻ gian sau khi Mai Phương qua đời. Nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy vạch trần kẻ giả mạo đã lừa gạt nhiều người dễ tin trong việc quyên góp tiền bạc. Nam ca sĩ cho biết anh đã lên tiếng thể hiện bức xúc trên trang cá nhân của mình. Theo chia sẻ của anh, một kênh YouTube có tên Phùng Ngọc Huy đã mạo danh anh, sử dụng trái phép những cái hình ảnh của anh và bé La Vi, con gái của anh và cố diễn viên Mai Phương, để quyên tiền ủng hộ. Kênh YouTube giả mạo trên đã đăng tải một số clip bán hàng của Phùng Ngọc Huy, clip về bé La Vi múa ở trường và đăng số tài khoản ngân hàng để kêu gọi khán giả chuyển tiền ủng hộ. Phùng Ngọc Huy cũng khẳng định anh chỉ sử dụng duy nhất một cái kênh YouTube chính thức là Phùng Ngọc Huy Official. Theo nam ca sĩ cho biết, cá nhân này càng lúc càng đi quá xa và giờ lại sử dụng hình ảnh của bé La Vi cho mục đích vụ lợi của mình. Thì Huy không thể im lặng được nữa. Tất cả những hình ảnh và clip trên trang này được sử dụng mà không có sự đồng ý nào của anh. Tất cả phát ngôn từ kênh này là giả mạo. Phùng Ngọc Huy nhấn mạnh, bản thân anh không bao giờ lấy con gái La Vi ra để kêu gọi gây quỹ hay nhận bất cứ tiền khoản nào. Trước đó, vào đầu tháng 4, khi một số đồng nghiệp, người hâm mộ của Mai Phương có ý thành lập một quỹ cho bé La Vi, anh cũng đã có ý khuyên mọi người đừng quyên góp thêm tiền bạc cho bé La Vi. Xin mọi người đừng quyên góp nữa, bé La Vi đã nhận được quá nhiều yêu thương rồi. Huy xin trân trọng tất cả tình cảm của tất cả mọi người. Huy có đủ khả năng lo cho con gái của mình. Cái số tiền đã quyên góp được sẽ giao hết cho Ốc Thanh Vân để lập một tài khoản riêng cho bé La Vi, do con toàn quyền quyết định khi con tròn 18 tuổi. Thì việc lên tiếng lần này của Phùng Ngọc Huy nhằm mục đích vạch trần kẻ gian để mọi người không bị lừa gạt. Phùng Ngọc Huy cho biết anh đã có toàn quyền nuôi con gái La Vi. Tôi sẽ không chấp nhận và để yên cho những người nào lợi dụng hình ảnh con gái La Vi để trục lợi riêng cho bản thân. Mong mọi người hãy cẩn thận, đừng dễ bị lừa gạt. Nam ca sĩ khẳng định, xin hãy giúp Huy giữ cho bé La Vi sự bình yên cần có, cho con một tuổi thơ yên bình. Diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy từng có thời gian yêu nhau vào khoảng năm 2013. Cả hai có một bé gái, một đứa con gái chung là bé La Vi. Sau khi hai người chia tay, Mai Phương nuôi con, nên ca sĩ Phùng Ngọc Huy nhiều lần bị hiểu lầm là người bội bạc bỏ mặt con gái. Khi đó, diễn viên Mai Phương phải lên tiếng giải thích, bênh vực cho nam ca sĩ và anh vẫn quan tâm hỏi han con gái của mình. Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời ngày 27 tháng 3, ca sĩ Phùng Ngọc Huy được toàn quyền nuôi con do chưa thể về Việt Nam. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, nên nam ca sĩ đã lo toan nhiều vấn đề kinh tế để hai bảo mẫu chăm sóc cho bé La Vi. Hy vọng rằng ở một nơi xa xôi nào đó, cố diễn viên Mai Phương phù hộ cho hai cha con Phùng Ngọc Huy và bé La Vi sớm được đoàn tụ. Chúng tôi sau này sẽ nương tựa vào nhau mà sống. La Vi rất là may mắn, có nhiều người yêu thương nên con sẽ không bao giờ thiếu tình thương. Phùng Ngọc Huy gửi lời cảm ơn đến mọi người và hy vọng sớm được đoàn tụ với con. Xin cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị đã theo dõi video và xin cảm ơn rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Chúc cho mọi người có một ngày bình an, hạnh phúc, vui vẻ bên người thân và bạn bè. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!